Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đang có chuyến thăm tại Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ lần này, Thủ tướng đề nghị hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều từ mức 8 tỷ đô la hiện nay lên 15 tỷ đô la Mỹ trước năm 2020. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất điện năng, triển khai và sớm hiện thực hóa đường bay thẳng giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Về phía Ấn Độ, Tổng thống Pranab Mukherjee cho biết nước này đã sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất điện, công nghệ thông tin, chế biến nông sản, dược phẩm, dệt may, du lịch. Tổng thống Ấn Độ cũng bày tỏ tin tưởng mục tiêu kim ngạch song phương 15 tỷ đô la Mỹ đặt ra là hoàn toàn có thể thực hiện được. Kết thúc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 10 tới. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ đến Việt Nam, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ khai thác và hợp tác xúc tiến đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ với hãng hàng không quốc tế Ấn Độ Jet Airways. Trước khi mở đường bay thẳng, Vietnam Airlines và Jet Airways sẽ hợp tác liên danh nối tuyến giữa Ấn Độ và Việt Nam thông qua sân bay cửa ngõ Bangkok, Singapore và Hồng Kông trên mạng đường bay chung của hai hãng.